Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin tức nông. Hôm nay ngày 14 tháng 9, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh thăm, động viên cán bộ y bác sĩ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ngày mai 15 tháng 9, 200 công dân Đắk Nông ở tỉnh Bình Dương và Đồng Nai sẽ được đón về quê. Kể từ 22 giờ ngày hôm nay, ngày 14 tháng 9, Đắk Ninh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch bệnh trên phạm vi toàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 14 tháng 9, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể đơn vị trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là góp phần rất lớn trong phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh thời gian qua. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, cán bộ, nhân viên y tế đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, tăng cường công tác giám sát dịch trên diện rộng, bố trí nhân lực hợp lý, bổ sung trang thiết bị, phương tiện làm việc, đáp ứng yêu cầu nắm chắc, phân loại, khoanh vùng dập dịch ngay từ đầu. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống COVID-19, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Theo kế hoạch, ngày mai 15 tháng 9, tỉnh Đắk Nông sẽ bố trí 2 xe cảnh sát giao thông hộ tống, 2 xe cứu thương và 10 xe ô tô giường nằm xuất phát phục vụ đón 200 công dân các tỉnh vùng dịch phía Nam về quê đợt 2, sau khi hoàn thành mọi thủ tục phòng chống dịch. Trong đợt 2 này, 200 công dân chủ yếu thuộc các nhóm ưu tiên là phụ nữ mang thai, trẻ em, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, sinh viên và lao động thất nghiệp. Trong đó, Bình Dương 140 người, Đồng Nai 60 người. Dự kiến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, đoàn sẽ xuất phát trở về Đắk Nông. Công dân được đón về sẽ cách ly tập trung 21 ngày tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng An ninh, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song. Tính từ 12 giờ ngày 13 đến 12 giờ ngày 14 tháng 9, Đắk Nông có thêm 26 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh lên 192 trường hợp. Đắk Rở Lấp vẫn là địa phương ghi nhận số ca mắc nhiều nhất với 18 trường hợp, 8 trường hợp còn lại phát sinh tại huyện Đắk Min. Tính đến 12 giờ ngày 14 tháng 9, Đắk Nông có 175 ca mắc COVID-19 đã được chữa khỏi, đủ điều kiện xuất viện. Cũng liên quan đến diễn biến dịch bệnh, kết luận tại cuộc họp với lãnh đạo huyện Đắk Min về công tác phòng chống dịch vào trưa nay 14 tháng 9, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông quyết định áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 toàn bộ địa giới hành chính của huyện Đắk Min bắt đầu từ 22 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2021 để phòng chống dịch. Trong thời gian thực hiện chỉ thị 16, huyện chú trọng công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người đồng bào dân tộc thiểu số trong các khu vực cách ly, phong tỏa. Đội ngũ cán bộ của huyện phải linh hoạt, sáng tạo và chủ động nắm vững quan điểm, chủ trương của cấp trên. Lực lượng chức năng tăng cường nhắc nhở, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, cũng như đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng dịch. Công an huyện Đắk Rở Lấp, tỉnh Đắk Nông vừa bắt quả tang đối tượng Bùi Văn Bình, sinh năm 1992, trú tại thôn 1, xã Kiến Thành, huyện Đắk Rở Lấp, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thời gian huyện Đắk Rở Lấp áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19, Bình đã đăng ký tham gia trực tại chốt thôn 1, xã Kiến Thành. Trong thời gian tham gia ứng trực, Bình đã được cấp trang phục dân quân tự vệ, được tự do đi lại. Lợi dụng yếu tố trên, Bình đã đem một gói ma túy đến chốt của tổ dân phố 5, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Rở Lấp để bán cho một đối tượng, thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Quá trình mở rộng điều tra, Công an huyện Đắk Rở Lấp cũng đã bắt khẩn cấp Bùi Văn Thương, sinh năm 1998, em ruột Bùi Văn Bình, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với vai trò đồng phạm cùng Bùi Văn Bình. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết,
Quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!